Tối ngày 14 tháng 4, tại ga Đà Lạt, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức khai trương chạy tàu đêm tuyến Đà Lạt Trại Mát với tên gọi Hành trình đêm Đà Lạt. Theo đó, ngoài các đôi tàu chạy thường xuyên vào ban ngày, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ tổ chức chạy thêm hai đôi tàu DL11, DL12 và DL13, DL14 xuất phát từ ga Đà Lạt vào các khung giờ 18:15 DL11 và 20:20 DL13 để phục vụ hành khách. Ở chiều ngược lại, tàu DL12 xuất phát tại ga Trại Mát vào lúc 19:15 và DL14 xuất phát lúc 21:20. Hành trình đêm Đà Lạt là một sản phẩm du lịch mà ngành đường sắt đưa vào khai thác nhằm tiếp tục mang đến cho hành khách những trải nghiệm mới, cảm nhận vẻ đẹp của Đà Lạt về đêm, góp phần đa dạng dịch vụ và phát triển du lịch địa phương. Tuyến Đà Lạt Trại Mát có chiều dài 6,7 km, là phần còn lại của tuyến Tháp Chàm Đà Lạt dài 84 km, nối Ninh Thuận với Lâm Đồng, được đưa vào khai thác năm 1932 do người Pháp xây dựng. Đây là tuyến đường sắt răng cưa độc đáo duy nhất tại Việt Nam, phục vụ du khách tham quan thành phố Đà Lạt. Với hành trình khoảng 1 tiếng, 30 phút chiều đi và 30 phút chiều về, tốc độ chạy tàu chậm. Vào ban ngày, du khách có thể thoải mái thư giãn ngắm nhìn vẻ đẹp thơ mộng của Đà Lạt. Vào ban đêm, vẻ đẹp của Đà Lạt lại vô cùng huyền ảo, khác lạ. Trước khi lên tàu, du khách có thể thoải mái tham quan, check-in tại ga Đà Lạt, một công trình kiến trúc cổ độc đáo được lấy cảm hứng thiết kế từ núi Lang Biang huyền thoại và mái nhà rông Tây Nguyên truyền thống, hoặc check-in tại những toa tàu cổ mang phong cách Đông Dương. Ngoài việc được thưởng thức âm nhạc, trà atiso và sử dụng wifi miễn phí, trên hành trình du khách còn có thể thưởng thức tiệc tối theo yêu cầu. Riêng trong ngày khai trương, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chính thức mở phòng chiếu phim tư liệu về lịch sử hình thành ga Đà Lạt. Tuyến đường sắt răng cưa Tháp Chàm Đà Lạt tổ chức mini show đêm nhạc Trịnh Công Sơn với chủ đề Thanh Âm Mộc và Đà Lạt.